Phước đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hà, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thao phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồi nhà tì nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta mề bùn nhàng à sa hoa kha già qua hàng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm mù ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhàng niết bà na sa bách cha dồ hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện là quả niết bàn. Do phúc báo nào mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi chứng được đạo quả giải thoát. Dạ, phước báo nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới, ngày hôm nay con kính dâng phước này đến chư thiên, đến quý sư, đến quý cô tu nữ. Con xin chiều phần phước này đến hội chúng đang hiện diện trong rung phan truyền, đồng đều nhau cả thảy. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới hồi phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Chí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới, do phước duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, giờ này cũng là 4:30, cũng đúng giờ quy định ạ. Dạ, giờ này con đã thấy pháp sư vô lớp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh ạ. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Accalokkhadhibbati sambhati Katang chali an thi warang aya chatha Santi thasat tam bara chak khachati ka De se tu tham mang anukam bi mang ba chang Sat tham ma phê rinh quy na danh cha ca giang Sụt tánh cha bản thăng a phi tham ma chăm măng A cô ta danh tô cha tu sắc cha đần đăng Bập bố tha này dê bà ri sa và mạch chêm. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần nghi thức thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị để chị đọc bản chánh kinh ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em giao mic cho chị. Sa thú, kính cảm ơn. Xin kiêm nhận. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá,
con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Tri Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, Thượng Tọa Quán Không, cùng chư Tân Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nam Mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tân Đức Tăng truyền rao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn xin Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và cảm ơn Như Quang đã cho bài học. Và con xin được đọc phần kinh văn của bài kinh ngày hôm nay. Trước khi chúng con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng dạy, Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 2 Tương Ưng Thiên Tử, Ba La Mã Phẩm Các Ngoại Đạo, bài 2 La Mã Khê Má. Đứng một bên, Thiên Tử Khê Má nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: kẻ ngu không trí tuệ, lấy ngã làm kẻ thù, tự làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay. Nghiệp nào không khéo làm xong bị nung nấu, với mặt đầy nước mắt khóc lóc chịu quả báo. Và nghiệp nào khéo làm xong không nung nấu, tâm vui ý thoải mái, vị ấy hưởng quả báo. Biết điều lợi cho mình, làm phước điều phải làm, không tâm trạng đánh xe, kẻ trí lòng tinh tấn. Như người chủ đánh xe, rời đại đăng bằng, leo lên đường lội lõm. Ưu tư nạn gãy trục, cũng vậy bỏ chánh pháp. Người ngu theo phi pháp, rơi vào miệng tự thần, ưu tư như gãy trục. Nam Mô Bích Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng tâm trung thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính lễ Ngài Trí Đức. Chào Đại Đức Quán Không, chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Kim Nhung, cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ cái phần giảng bài học ngày hôm nay. Và trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật Pháp, kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, hướng đến Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Ca Ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại
hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Thầy. Hôm nay chúng ta học cái câu Phật ngôn thứ hai, nói về cái vị thiên tử Khe Mát. Thì trong đây nó có những cái phần mà chúng ta cũng cần phải hiểu. Kẻ ngu không trí tuệ, lấy ngã làm kẻ thù. Cái này đó, vì khi mà cái câu này chúng ta phải hiểu một chút như vậy nè, là vì cái người mà thiểu trí, cái người không biết gì, kẻ ngu, là mình hiểu tóm tắt cái lời dạy của Đức Phật đó, kẻ ngu là gì? Thân làm ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, tức là kẻ ngu. Chính vì cái người này không có sự hiểu biết mới lấy cái bản ngã. Mà cái bản ngã nó là kẻ thù của cái sự tu tập. Chính vì cái thiểu trí không hiểu biết, chấp vào cái bản ngã sai lầm. Mà cái này là gì? Là ngã kiến. Tức là cho rằng có một cái bản ngã, có một cái con người. Đó là tôi, của tôi. Mà cái này nó là cái gì? Nó là cái kẻ thù của con người sự tu tập. Cho nên đó là khi mà chúng ta chấp vào cái đó thì mê lầm tà kiến. Mà mê lầm tà kiến thì sao? Là bất thiện sanh khởi, rồi theo sau là một chuỗi dài khổ đau sầu bi khổ u não, kéo dài cái chuỗi dài cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên á, chúng ta thấy rằng kẻ ngu không trí tuệ, rồi lấy cái tự ngã là kẻ thù làm người bạn. Chính vì sai lầm, lấy cái kẻ thù làm cái người bạn thì sao? Bắt đầu tự thân làm các ác nghiệp, đưa đến quả đắng cay. Nghiệp nào không khé làm xong bị nung nấu, với mặt đầy nước mắt, khóc lóc chịu quả báo. Thì cái đoạn này là chúng ta hiểu như vậy đó. Tại vì nếu mà chúng ta không có học, không có phân biệt, không có tìm hiểu, không có trí tuệ, thì có đôi lúc đó, khi mà chúng ta mới học hỏi, rồi mới có một vài chút ít cái kinh nghiệm, thì sao? Thì bắt đầu á, cái phiền não nó dấy động, nó dấy động. Thành ra đó là trong kinh Đức Phật cũng thường nhắc nhở là gì? Là chúng ta phải cẩn thận, phải cẩn thận với những ngũ triệt, năm cái triền cái, năm cái triền cái này chúng ta đừng coi thường nó. Nó rất là nguy hiểm, tai hại, chứ không phải vừa đâu. Thì ở bên kinh của bên Bắc truyền, người ta nói rằng nhất niệm gì, nhất niệm sân thiêu tan rừng công đức. Thì cái sân độc quá ở trong cái tâm sân hận, khi mà cái sân nó lên rồi á thì sao? Thì không còn nghĩ gì hết, hủy diệt đối tượng. Tức là lúc đó là cái bất thiện nó sanh khởi.
À, rồi không có nghĩ đến là sự tu tập, không nghĩ đến công đức, không có nghĩ tới thiện pháp gì hết rồi. À, lúc đó gì thì vô minh sinh khởi rồi. À, vô minh thì vô minh chứ duyên cho hành. À, đó, cho nên là lúc đó là bất kể gì hết, à, quỷ diệt hết. Cho nên là cả cái con đường tạo trữ các cái công đức phước báo là sao, nó bị phá hủy thiêu đốt hết. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó, chúng ta phải luôn luôn phải phải khéo phản tỉnh, à, quán sát, chứ mình đừng nghĩ là tôi có hành rồi, tôi biết rồi, à, nhưng mà cái những cái truyền cái này á, nó rất là nguy hiểm, à, chứ không phải vừa. À, cho nên là các cái bậc trưởng lão, các cái vị thiền sư, à, thường xuyên là gì? Đừng có thường phiền não, à, đừng bao giờ mà khinh thường phiền não cho cái này. Ô, cái đó nó không có nhầm gì, đâu có gì, không sao đâu, cái đó là đùng nhỏ như con thằn, nhưng mà coi chừng đốm lửa nhỏ, à, nó thiêu cả cái khu rừng. À, cho nên là cái sự tu tập của chúng ta đó phải hết sức là cẩn trọng, luôn luôn là chúng ta phải phản tỉnh xem xét, à, đừng bao giờ để cho cái những cái truyền cái, à, nó sanh khởi, à, à, rồi chúng ta phải ăn năn hối tiếc, à, đó. Cho nên á, khi mà cái sự tu tập của chúng ta đó mà cái gọi là cái trong cái bãi cái giác chi, bãi giác chi, nhưng mà thẩm giác chi nó là đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Thẩm giác chi đây là sự thẩm sát, nó là trí tuệ. À, mà nếu mà khi mà chúng ta tu tập mà cái thẩm giác chi này mà nó chưa đủ sức mạnh á, để kịp thời ngăn chặn, à, diệt trừ các cái truyền cái á, thì sao, thì coi chừng, à, rất là nguy hại, à. Cho nên là khi mà chúng ta đã có được cái trí tuệ, à, cái thẩm giác chi mà nó đủ mạnh rồi đó, thì sao, thì chúng ta sẽ từ bỏ được, à, bỏ được các cái bất thiện, à, rồi nhờ cái sự luôn luôn phản tỉnh, à, trí tuệ xem xét, thì sao, thì chúng ta tránh xa những cái bất thiện, thực hành thật nhiều những cái thiện. À, cho nên á, à, những cái người mà đã có trí tuệ, cái trí tuệ nó lớn mạnh rồi đó, thì sao, là luôn luôn, à, làm những cái điều lành, những cái điều thiện, à, nghiệp nào khéo làm xong không nung nấu, tâm vui ý thoải mái, à, vị ấy hưởng quả báo. À, đó, thì nếu mà chúng ta, à, không có vượt qua được những cái vô minh phiền não thì sao, thì chúng ta bị vô minh nó sai sử, à, mình làm những cái điều không được tốt đẹp, mình gieo những cái chủng tử xấu thì đưa đến cái khổ đau. Còn với trí tuệ, à, với trí tuệ hiểu biết, mình phân biệt rõ ràng, à, những cái nào là bất thiện thì mình phải tránh xa, diệt trừ, và những cái thiện, à, thì mình phải cố gắng nỗ lực mình dung bồi, à, thực hành. Chính nhờ những cái thiện pháp mình làm, thì sau khi mình xem xét lại thì cái tâm mình thấy hoan hỷ, thấy không? Ví dụ
Trong cái mùa lễ hội dân y, quý vị đã đi tham dự hùng phước trong các cái cuộc lễ dân y. Dù là mình chỉ hùng phước chút ít, một mảnh, một miếng vải, một tấm vải, một phần vật dụng thuốc men chẳng hạn, rồi sau khi quý vị về, quý vị nhớ lại cái thiện pháp mình đã làm trong ngày nay, mình đã làm trong cái mùa lễ dân y năm nay, mình cũng hùng phước được chút đỉnh đó. Thì sao? Thì cái tâm mình hoan hỷ, vui thích với cái thiện sự. Thì sao? Thì cái tâm mình nó thoải mái, nó rất là an ổn. Thì cái phước vật mà quý vị dâng cúng đó, nó sẽ trổ quả trong những cái kiếp tương lai. Nhưng cái an vui, cái tâm hoan hỷ, cái hỷ lạc thì nó sẽ hưởng ngay trong cái đời sống hiện tại này. Đó, còn ngược lại, những cái người mà họ tạo trữ những cái bất thiện, họ gieo trồng những cái chủng tử không tốt đẹp thì sao? Thì cái tâm họ bị nung nấu bởi cái phiền não. Những cái người mà họ làm những cái điều xấu xa thì sao? Thì họ nơm nớp và lo sợ. Họ sợ người ta biết, ta sợ bị luật pháp trừng trị, họ sợ đưa đến những cái hậu quả khổ đau. Thì hai cái nó trái ngược với nhau. Cho nên cái người trí, sao cái người trí là phải biết điều lợi mình làm, và những cái thiện nghiệp nào mà có điều kiện mình làm thì mình phải phải làm trước, mình phải nhanh chóng mình làm. Chứ còn nếu mà mình bỏ qua thì sao? Thì cái nó nhảy ra, nó cản trở, nó chè án, nó cản trở mình, đúng không? Đâu phải lúc nào mà quý vị muốn làm các cái điều lành, các cái việc thiện sự mà quý vị làm một cách hoàn toàn suôn sẻ đâu, đúng không? Có những lúc khi mà cái tâm mình chần chừ lui sụp là bắt đầu sao? Là bắt đầu phiền não nó nhảy ra, nó cản trở liền. Thôi là chi, mình cũng chưa có, mình đời sống mình cũng còn khổ cực lắm, bây giờ mình đi đi dâng cúng, mình đi bố thí làm gì? Thôi bữa nay sức khỏe mình không được khỏe, thôi ngủ thêm chút đi, bữa nào khỏe là tụng kinh, hành thiền, đó. Cho nên á, là chúng ta nếu mà cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực, cái trí tuệ mình không không mạnh mẽ thì sao? Bắt đầu là nó ra, nó cản trở. Cho nên á, là chúng ta phải có trí tuệ, hiểu biết được những cái điều lợi ích, rồi chúng ta phải phải mạnh mẽ, phải là nhanh chóng, phải làm những cái điều mà cần phải làm. Có những lúc chúng ta gọi là sống thuận hóa tùy pháp, có những lúc chúng ta phải nghe pháp. Cái giờ mà mình thuận tiện để mình nghe pháp thì mình sẽ nghe pháp. Cái giờ mình thời điểm thuận tiện để mình phục vụ thì mình sẽ phục vụ. Thời điểm thuận tiện để mà mình tu tập, mình thực hành thì mình sẽ đi vào tu tập thực hành giáo pháp. Đó, cho nên chúng ta đừng có một cái thời khóa biểu cứng nhắc, mà bất cứ lúc nào cái điều kiện nào nó thích hợp, nó thuận lợi để chúng ta làm bất cứ
một cái thiện sự nào thì mình nhanh chóng làm cái việc đó nha. Cho nên là những cái việc mà mình làm đó thì nó hợp thời đúng lúc thì nó sẽ đem đến cái sự an vui. Không tâm trạng đánh xe, kẻ trí lòng tinh tấn. Tức là sao? Cái người mà đánh xe đó, cái người đánh xe đó là phải luôn luôn là phải chú ý. Phải chú ý, phải cẩn trọng trước cái con đường của mình. Cái người mà điều khiển xe đó thì sao? Họ phải điều khiển cho cái con hai con ngựa nó chạy bằng với nhau. Hoặc là những cái lúc nào thì phải điều khiển cho nó chạy nhanh, lúc nào phải kìm nó lại cho nó chậm lại, lúc nào cần phải rẽ trái rẽ phải hoặc là đi thẳng. Đến những cái ngã ba ngã tư thì cái người mà đánh xe đó phải hết sức là chú ý cẩn trọng. Lúc đó là mình phải kìm cái xe lại cho nó chạy cái tốc độ nó vừa phải, rồi mình phải chuẩn bị rẽ trái rẽ phải, đi thẳng gì đó, thì mình phải chuẩn bị hết sức là cẩn trọng. Còn nếu mà cái người đánh xe mà không có cái sự chú tâm vào cái công việc mà đánh xe của mình á thì sao? Có nhiều khi xử lý tình huống không kịp mới xảy ra tàn. Vừa lái xe mà vừa nói điện thoại, vừa lái xe mà vừa nghe nhạc này kia nọ, hay là vừa lái xe mà suy nghĩ tính toán những cái công việc, cho nên lúc đó cái tâm của mình nó không hoàn toàn chú mục vào cái việc quan trọng là mình đang lái xe. Cho nên nó là sao? Xảy ra tai nạn. Thì lúc đó hậu tiếc là cũng muộn màng rồi, thấy không? Đó. Cái tâm của chúng ta đó nó làm việc mặc dù nó cái tốc độ sanh diệt nó nhất rất là nhanh, nhưng mà có những lúc mà chúng ta lơ là chểnh mảng, không hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại, chúng ta không hoàn toàn chú tâm vào cái công việc mà mình đang làm thì sao? Thì sẽ đem đến cái tai hại, nghĩa là trong tích tắc thôi đó mà mình không xử lý tình huống kịp thời thì sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau. Cho nên á là trong cái đời sống á, chúng ta phải giống như cái người đánh xe đó, giống như cái người mà đang lái xe đó, chúng ta phải cố gắng chú tâm vào cái giây phút hiện tại mình đang làm công việc gì, mình phải hoàn toàn mình chú tâm vào cái công việc đó, không có nghĩ tưởng dẫn dơ, đó rất rất là nguy hiểm. Như người chủ đánh xe rời đại đạo thăng bằng, leo lên đường lồi lõm, ưu tư nạn gãi trục. Thì sao? Khi mà chúng ta lơ là chểnh mảng, chúng ta không chú tâm vào cái công việc mình đang điều khiển chiếc xe, mình nghĩ nhớ tưởng dẫn dơ, lúc đó phân tâm nó đi lệch lạc, thay vì cái con đường bằng phẳng mình đi, mình lại leo lên đi trên cái con đường lồi lõm, hay là sao? Mình leo lên lề, tông vô gốc cây, cột đèn, mình tông vô nhà người khác, thành ra sao? Cái xe nó bị hư hại. Thì cái gãy trục ở đây là hồi xưa thì quý vị biết là chiếc xe ngựa, xe bò, thì nó hai cái bánh xe đó là nó nằm ở trên cái thanh trục.
Mà chiếc xe mà nó bị gãy cái trục rồi thì coi như là vứt đi, không có thể sử dụng gì được nữa ha. Nó chỉ là còn nằm im ở đó thôi, chứ không có làm gì được hết. À, cho nên cái câu kết luận này không? Cũng vậy, bỏ chánh pháp, người ngu theo phi pháp, rơi vào miệng tử thần, ưu tư như gãi trục. À, chính vì chúng ta vô minh, à, cái trí tuệ, cái sự phản tỉnh, cái thẩm sát trí tuệ của mình nó chưa đủ mạnh. À, cho nên sao? Mình bị vô minh, si mê lầm lạc. À, rồi truyền cái nó suối bẫy, nó dẫn dắt. À, thay vì mình đi theo cái con đường chân chánh, đi theo chánh pháp mình đi, mà mình đi theo cái con đường sai lầm, tà kiến, tà pháp, thì giống như chiếc xe mà nó bỏ cái con đường bằng phẳng, à, đi vào những cái con đường chông gai, lòi lõm, à, ổ gà, ổ voi tùm lum hết. Cho nên chiếc xe bị gãy trục. Mà khi mà gãy trục rồi đó, thì có ngồi đó, dầu có rên la than khóc thì cũng đã muộn màng rồi. À, cho nên là rơi vào miệng tử thần. À, tử thần ở đây là cái chết. À, mà cái chết này nó không phải đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, mà nó rơi vào những cái cảnh giới khổ đau. À, cho nên là giống như chiếc xe đã bị hư hại, à, không còn di chuyển được nữa. À, giống như là không còn điều kiện để thực hành các cái thiện pháp. À, thì lúc đó thì chúng ta ăn năn hối tiếc, à, khổ đau, à, thì cũng muộn màng. Đó là cái ý nghĩa cái phần chánh văn. Thì ở đây đó, sư cũng giải rộng để cho quý vị hiểu biết. Thì cái trong cái phần pháp cú kinh đó, thì sư thấy cái vấn đề này là nó cũng phù hợp trong cái câu Phật ngôn này. Cho nên để minh chứng cho cái lời dạy của Đức Phật, à, cũng như lời nói của cái vị thiên tử này đó, thì sư sẽ nói lại về tích truyện của câu Phật ngôn 333 cho đến 337. Thì nếu mà quý vị đã học trong cái pháp cú kinh rồi đó, thì chắc là ngài Trí Đức cũng đã trình bày. Ở đây sư xin nhắc lại những cái điểm quan trọng để quý vị thấy, để hiểu được cái câu Phật ngôn này. Thì trong cái câu Phật ngôn, bốn câu Phật ngôn pháp cú kinh này đó, thì nói về cái tích chuyện cái con cá. Cái thời kỳ Đức Phật thì có xảy ra một cái lần đó, là có một cái con cá vàng nó rất là đẹp, dải vàng óng ánh rất đẹp, nhưng mà nó mở miệng mà nó ngóp á, là từ cái miệng của nó cái mùi xú quế, cái mùi hôi thối nồng nặc. Nên mấy cái người mà đánh cá đó, họ đem đến tịnh xá, họ hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật mới giải thích cái nguyên nhân. Thì cái câu chuyện này đó là thời kỳ Đức Phật quá khứ, tức là trong cái thời kỳ Đức Phật Kassapa. Thì có một cái gia đình này đó, có hai anh em, người anh á là Sotthana, còn người em á là Kapila. Hai người này mới xuất gia. Thì cái người anh
là cũng lúc đó lớn, cũng khá lớn tuổi, cho nên người anh mới quyết định là sau khi xuất gia thì cố gắng theo pháp hành, thực hành giáo pháp. Còn cái vị mà Kapila đó thì lúc đó xuất gia thì còn trẻ hơn, cho nên cái vị Kapila này cũng nghĩ là bây giờ mình còn trẻ mà, thôi bây giờ mình ráng mình học tam tạng kinh điển đi, rồi chừng nào mình lớn tuổi rồi mình thực hành giáo pháp. Thì khi mà hai vị này xuất gia thì bà mẹ với lại cái người em gái của hai vị này cũng là xuất gia. Rồi vị này, cái vị Kapila này đó, xuất gia một thời gian, có cái phước trí, cũng thuộc lòng tam tạng, trở thành một cái vị pháp sư, cũng thuyết được những cái Phật ngôn lời dạy của Đức Phật đó. Nhưng mà rồi do những cái tâm cống cào ngã mạn nó sanh khởi, với chạy theo cái lợi lộc của thế gian, mỗi lần thuyết pháp thì được người ta khác dân cúng rồi, cho nên cái vị pháp sư Kapila này đó, muốn thuyết pháp để cho vừa lòng những cái người thí chủ, cho nên đó là có những cái điều mà nó không chính đáng, thì vị này là chính đáng, cái vị chính, cái chuyện mà chính đáng thì nó lại nói là không chính đáng, để gì, để chiều lòng, chiều lòng người ta mới dân cúng, nhưng mà khi mà nói những cái điều mà phi pháp trở thành là đúng pháp, những cái điều đúng pháp mà trở thành phi pháp thì bị các cái bậc trưởng lão, các bậc có trí, người ta chê trách. Nhưng mà đó, cái vị này đó, cầm lá đó, lại sanh cái tâm cống cao ngã mạn, nghĩ là mình thông thuộc tam tạng nè, cho nên là đã chống đối lại với cái những cái lời mà phê phán này. Rồi các cái vị này á, phê phán cái vị Kapila này không được, cho nên mới nói với cái trưởng lão Sotthana. Thì lúc đó là cái vị này đã chứng đắc quả vị A La Hán rồi. Thì trưởng lão Sotthana cũng có đến để mà khuyên, nhắc nhở, khuyên dạy vị Kapila. Nhưng mà cái vị này do cái tầm cống cao ngã mạn, nghĩ là mình thuộc lòng tam tạng mà, cho nên mới không có lắng nghe sự nhắc nhở, khuyên răn và không và khư khư bám chặt làm theo cái ý của mình. Cho nên là rồi những cái người mà thiếu trí tuệ, như là bà mẹ với cô em gái, cũng vì sai đắm theo cái danh lợi, cho nên là bảo thủ cho rằng cái vị Kapila là đúng. Chính vì những cái ác bất thiện nghiệp này đó, mà sau khi thân hoại mạng chung, ba người này rơi vào khổ cảnh. Từ thời cái giáo pháp của Đức Phật Kassapa mà cho đến cái thời giáo pháp hiện tại, bị thiêu đốt ở trong địa ngục, cho đến cái thời Đức Phật hiện tại của chúng ta đó, thì vị Kapila này đó mới từ địa ngục sanh lên làm cái loại súc sanh, là một con cá. Nhưng cái thời kỳ đầu mới xuất gia đó,
nhờ có cái sự giữ giới tốt đẹp, cho nên là có cái bề ngoài, cái thân tướng rất là đẹp, cái vải nó lấp lánh như là như vàng vậy đó. Thì quý vị thấy là bây giờ có những cái loại cá mà gì hồng long, kim long gì đó, cái vải nó rất là đẹp, óng ánh màu vàng. Đó. Nhưng mà bữa đó thì những cái người mà chạy lưới đó, họ bắt con cá lên thì họ thấy rất là đẹp, họ mới đem đến đức vua Bát Xà Na Đĩ Bà Tư Nặc để tính là bán cho vua, cá đẹp quá mà, tính đem bán cho vua thì sẽ được nhiều tiền. Nhưng mà đem đến thì quý vị biết rằng con cá mà khi mà bắt lên thì nó dãy dùng rồi sao, lâu lâu nó hả miệng ra nó ngốc, nó ngốc nó để nó thở. Thì khi mà nó hả miệng nó ngốc ra thì nó có mùi xú quế rất là hôi hám, cho nên là đức vua đã đem con cá để hỏi hỏi Đức Phật về cái nguyên nhân cái sự tình mà kỳ lạ này. Con cá thì bề ngoài nó rất là đẹp nhưng mà cái miệng nó ngốc thì nó rất là hôi hám. Thì Đức Phật mới dùng thần thông và hỏi con cá này. Thì con cá này mới trả lời là hồi trước kia thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa đó, là cái vị pháp sư nhưng mà đã nói những cái điều sai pháp, cái điều chánh đáng thì cho là phi pháp, mà cái điều phi pháp thì cho điều chánh đáng. Cho nên vì cái nghiệp đó đó mà sau khi thân hoại mạng chung phải rơi vào khổ cảnh trong khoảng thời gian giữa hai giáo pháp của hai Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Rồi Đức Phật mới hỏi nếu mà bây giờ chấm dứt cái kiếp súc sanh này thì ngươi sẽ tái sanh gì đâu. Thì cái con cá này nói là bây giờ phải rơi vào khổ cảnh trở lại nữa. Rồi hỏi bà mẹ với cái người em gái giờ đang ở đâu thì cũng nói là đang ở trong địa ngục. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đừng vì đeo đuổi theo những cái lời tán thán, những cái sự dâng cúng mà chúng ta bỏ đi cái chánh pháp, nó rất là nguy hiểm, tai hại. Đó. Chính vì cái vị trưởng lão Sô Thá Ná cố gắng nỗ lực gia công tinh tấn tu tập cho nên đã đạt đến tứ đạo tứ quả, giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi. Còn Cấm Lá tại vì cái tâm cống cao ngã mạn dính mắc vào cái địa vị, rồi những cái sự dâng cúng, cái lời tán thán cho nên là chạy theo cái tài tình danh lợi để mà làm những cái điều phi pháp, làm cho cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, những cái người nghe pháp người ta sanh cái tâm hoài nghi. Tại sao mà trong giáo pháp như thế này mà vị pháp sư này lại giảng giải như thế này? Đó, cho nên là làm cho cái giáo pháp nó bị lu mờ. Đó, mà khi mà chúng ta làm như vậy là sự thiếu tôn kính pháp, đó, rồi làm tổn hại cho giáo pháp, cho nên cái nghiệp báo nó rất là nặng nề. Do đó mà chúng ta luôn luôn phải sống với trí tuệ. Có những lúc chúng ta phải từ bỏ
các cái tài tình danh lợi, các cái vật chất bên ngoài để chúng ta có cái đời sống tốt đẹp, chúng ta bảo vệ chánh pháp, thì như vậy chúng ta sẽ có cái phước báo rất là lớn. Chúng ta làm cho cái ánh gia sáng giáo pháp nó mạnh mẽ, cái tuổi thọ giáo pháp nó được lâu dài, bền vững. Còn nếu mà chúng ta vì một chút hư danh, rồi vì những cái vật chất của thế gian mà chúng ta nói những cái điều không đúng theo chánh pháp thì rất là đều là tai hại. Đó, do cái gì? Do những cái triền cái, rồi tống cao ngã mạng, là những cái kẻ nguy hiểm tai hại mà mình cho là bạn thân thiết, mình chạy theo, mình chịu sự sai sử điều khiển, suối bẫy của bất thiện, thì chúng ta phải rơi vào khổ cảnh. Cho nên chúng ta phải biết ở đời người ta nói gì, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu mà quý vị mà muốn mua những cái vật dụng nó hữu dụng, bền lâu, tốt đẹp thì quý vị phải trả giá cao, không? Còn nếu mà bây giờ mình mua mà mình không chịu trả giá cao, rồi mình đòi hỏi cái vật đó nó đòi là đồ tốt, nó bền làm sao được, không? Cái gì vậy? Mình phải dẹp bỏ, diệt trừ tất cả những cái bất thiện, thì mình phát triển được cái thiện pháp. Mà khi mà phát triển được cái thiện pháp thì chúng ta mới có đạt đến thánh đạo thánh quả, thấy không? Chúng ta phải diệt trừ những cái phàm phu phàm nhân, từ bỏ tất cả những cái thói hư tật xấu, thì mình mới trở thành bậc thánh nhân. Còn mình muốn trở thành thánh nhân mà những cái thói hư tật xấu mình không có từ bỏ thì làm sao mà mình thành thánh nhân được đó. Cho nên đó, là quý vị thấy rằng đó, các cái vị phải thực hành các cái pháp độ, các cái phước báo mà là mật, vị muốn giải thoát chỉ là những cái vị thách tinh văn bình thường thì phải thực hành trong 100.000 đại kiếp. Còn nếu mà muốn trở thành bậc thượng thủ tinh văn thì sao? Phải 1 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Rồi nếu mà bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật trong thời kỳ hiện tại của chúng ta thì phải sao? Phải trong 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đó, thành ra là cái chúng ta phải cố nỗ lực. Bây giờ mình muốn lấy bằng cử nhân thì mình phải học hết cái bậc tiểu học rồi lên trung học, mới thi vô đại học, phải học trong 4 năm vậy đó, thì mình đạt được cái bằng cử nhân. Bây giờ mình muốn đạt được cái thạc sĩ thì phải thêm, sau khi mình lấy bằng cử nhân rồi đó, mình phải học thêm 3-4 năm nữa, mình đậu hết các cái kỳ khảo sát, chứng nhận mình đạt đến cái thạc sĩ,
Rồi sau khi mình có thạc sĩ rồi đó, nếu mà mình không muốn thì mình dừng cái đó. Còn nếu mà muốn thì phải không? Phải khổ luyện thêm 5-6 năm nữa. À, phải nghiên cứu rồi làm luận án thế này thế khác ha, mình mới đạt đến cái thạc sĩ, tiến sĩ ha. Chứ đâu khơi khơi mà tự nhiên mà mình có được. À, nó cho nên á, cái gì cũng vậy, đòi hỏi chúng ta phải có cái sự cố gắng nỗ lực, à, phải dung bồi cái trí tuệ, và luôn luôn chúng ta phải phản tỉnh, xem xét cẩn thận tất cả những cái truyền cái trong nội tâm chúng ta. Nếu mà chúng ta chảnh mãn, chủ quan, cho là tôi học vậy là đủ rồi, tôi hành vậy là tốt rồi, thì coi chừng những cái triền cái, những cái lậu hoặc, những cái tiềm miên ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta nó bộc phát, thì không khéo chúng ta đi sai hướng, chúng ta còn đi trên cái con đường chân chánh nữa, mà chúng ta đi vào những cái con đường chông gai, hầm hố, thì sẽ đem đến những cái tai hại khổ đau. Lúc đó mà chúng ta có ăn năn hối tiếc thì nó cũng không còn kịp. Cho nên là các cái lời dạy của các bậc trưởng lão là phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, phải luôn luôn phản tỉnh xem xét cái tác ý của mình, đừng bao giờ xem thường phiền não. Coi chừng đó, lúc đó mà cái nội lực mình tu tập chưa có đủ, sư cũng nói vui vui với mấy vị sư bạn, mình đừng tưởng là cái nội lực mình tu vậy là ngon rồi, chỉ cần ma dương, mấy thằng cháu chắc của ma dương mà chỉ cần mình xem thường khinh thường, nó búng nhẹ búng tay mình văng 80 cây số rồi. Cho nên là luôn luôn chúng ta phải nhớ lời Đức Phật dạy là phải cố gắng nỗ lực, không bao giờ dễ vui. Chỉ cần một giây phút mà chúng ta chểnh mãn dễ vui, thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, thì chúng ta sẽ bị si mê, vô minh, phiền não nó quật ngã liền. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết, cố gắng nỗ lực tu tập, chúng ta đừng bao giờ dễ vui, chảnh mãn, xem thường phiền não. Thì qua cái phần chánh kinh, cũng xin giải thích, chia sẻ thêm với quý vị đôi điều để quý vị hiểu được cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã giảng dạy. Cái phước báo này kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thể Căn An chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, thực hành được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh thoát khỏi những cái thiên tai dịch bệnh, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức, chư đức là Đức Quán Không và tất cả chư tôn đức đang hiện diện, cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin cung thỉnh và mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, xa thứ. Dạ, alo, em có truyền hình cho em. Thứ tín hiệu. Dạ,
Con kính lễ, một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính lễ sư Pháp Trang. Con kính lễ Quán Không. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Nam mô Buddhaya. Dạ. Ngày hôm nay dạ sư giảng về, lúc đầu con đọc cái bài bài kinh tương ưng về thiên tử, con không hiểu, con thấy là lúc thì thiện, lúc thì bất thiện, nó xen kẽ với nhau. Nhưng qua cái sự giảng giải của sư Pháp Thanh thì con cũng hiểu thêm chút, con cũng hiểu. Kính tri ân sư. Dạ, với có cái câu chuyện về tiền thân của sư về con cá Kapila, nhờ vậy ôn lại con cũng thấy là rất là hay. Dạ. Nói chung thì mình không nên mà tham dục mà bỏ chính pháp thì sẽ có cái hậu quả giống như cái vị Kapila và người mẹ cùng người em, mà mình hãy giống như con thân á, là mình hành pháp cho tới nơi tới chốn. Dạ, con tri ân lời nhắc nhở của sư. Dạ, bây giờ đến lượt đạo tràng. Bây giờ thì cũng đã là 5:24. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh một lần nữa ạ. Đạo tràng hôm nay có rất là hoan hỷ, có sư Pháp Trang, có sư Quán Không và có quý sư, quý cô tu nữ cùng tham gia, cùng với quý Phật tử rất là đông đảo, là 24 vị. Thì con để bài học mà thêm phần sôi nổi thì kính mời các anh chị như chị Nhật Huỳnh, chị Như Quang, chị Metta, Nhật Hà, Tina, vân vân, và tất cả những vị ở trọ trạch cùng trao đổi để đạo tràng học hỏi. Dạ, kinh nghiệm của quý vị là bài học cho mỗi người trong room. Rất mong đạo tràng tham gia lớp học cho nó sinh động ạ. Còn Tina bữa trước á, là có một câu hỏi nhưng mà vì trễ giờ rồi, do đó là chưa kịp đưa lên. Nên là hôm nay thì Tina cũng sẵn dịp rồi đưa câu hỏi đó ra luôn nha. Bây giờ thì cũng đã thấy bàn tay của Hồng Mai nãy giờ giơ tay cũng lâu rồi. Chắc cũng mỏi rồi. Xin mời đạo hữu Hồng Mai nha. Sa thú Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Quán Không, sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào quý vị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, cái bài giảng vừa rồi của sư rất là thiết thực, và con cũng có những cái câu hỏi trong vấn đề đó luôn, và con rất là tri ân những lời giảng của sư. Thưa sư á, thưa sư, thường là cái ngã, con biết rằng là khi học là phải bỏ cái ngã đi, nhưng mà thật sự ra cái ngã thường nó bám víu rất là chắc, bởi vì chúng ta trải qua biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, nên mặc dầu là đã học là không có cái ngã, không có tôi, không có cái nào của tôi, nhưng mà thường là chúng ta hay bám víu vào những cái đó. Và vì bám víu vào những cái ngã của mình thì thường những cái truyền cái ngủ ngầm như sư nói, và truyền miên ngủ ngầm nó được dịp đó thì sẽ nó phát khởi lên, và nó sẽ tác động đến chúng ta, đến con rất là nhiều. Thường là con á, trong cuộc sống là thường bị phiền não ma là quần thảo con nhiều nhất. Thì con biết rằng đó, thì giống như là cái phiền não của mình giống như là mà một cái quả trứng bị vỡ bởi cái lực bên ngoài, vì vậy cho nên bị lôi kéo bởi những cái phiền não từ bên ngoài tác động vào. Mặc dù con biết rằng nếu mà chúng ta đi vào bên trong nội tâm, ta hiểu được cái sức mạnh của nội tâm á, thì cái lực từ bên trong nó mạnh hơn. Và đó thì cái cuộc sống mới của chúng ta mới bắt đầu, và chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên nhân đưa đến dẫn đến đau khổ. Nhưng mà khi mà quán trong nội tâm thì con cảm thấy là cái tâm mình thật sự ra rất là yếu.
Và khi có đụng chuyện thì con cảm thấy là những cái tham sân si mình vẫn còn đầy dẫy, và những cái chuyện cái nó ngủ ngầm mà nó được dịp đó, thì nó khởi sanh rất là mạnh, và nhiều khi con cũng không có kiểm soát được tâm mình. Vậy thì để cho cái cuộc sống thường ngày của con luôn luôn là có được chánh niệm, có được cái sự hiểu biết sâu về cái nội tâm của mình, về cái nội lực trong tâm, thì mình phải làm như thế nào? Có phải là mình phải đưa những cái bài học của chúng ta vào đời sống thực tế và luôn phải quán nó, và đồng thời chúng ta cũng phải thường xuyên thiền để mà trong lúc tĩnh tâm thì chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất bên trong của mình, phải không thưa sư? Thì khi gặp những điều xảy ra không như ý mong muốn thì làm thế nào để mà chúng ta mà con có thể là giống như là ngăn chặn được và hiểu ra cái nguyên nhân xâm đưa đến cái phiền não của mình, và làm như thế nào để cái phiền não ngủ ngầm đó nó sẽ không có được, sẽ không có dịp để mà phát triển lên. Giống như là đời Đức Phật nói, cô thân gắt khát toa xuất khăn sơ tí, cô thân gắt khát toa má xô chá tí, là lời Phật thuyết giết sự sân hận rồi hằng được sự an vui, giết sự sân hận rồi hằng không sầu muộn. Thật sự thì con chưa giết được sự sân hận, và cái những cái mà truyền cái ngủ ngầm của con nó luôn luôn có được dịp á, thì nó khởi lên rất là mạnh, và nhiều khi con không thể nào kiểm soát được. Và thưa sư, xin sư cho con lời khuyên thiết thực để con có thể là ngày càng phát triển cái nội lực của con nhiều hơn nữa, và áp dụng thiết thực những cái điều con đã được quý sư giảng dạy, để mà trong đời sống mình thì luôn luôn được giữ cái sự quân bình mà không bị phiền não nó vùi dập. Thưa sư, dạ con kính thỉnh sư cho con lời khuyên và cho con cái lời giảng dạy để con nắm được rõ hơn ạ. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì chúng ta từ vô thủy đến giờ chúng ta cứ lấy những cái bất thiện, những cái người bạn không tốt đẹp mà mình đánh đôi đánh bạn họ từ trước cho tới tận cái hôm nay. Cho nên là trong cái đời sống hiện tại này á, may mắn là chúng ta gặp được cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta có sự hiểu biết, có được chút ít trí tuệ, có chút ít sự thức tỉnh để phân biệt được cái thiện, cái bất thiện. Nhưng mà đó, giống như chúng ta là mới sơ cơ, mới tập tành, cho nên cái trí tuệ của chúng ta nó còn non yếu. Thấy không? Quý vị thấy mà những cái người mà họ lên, họ đấu võ đài đó, mình mới võ vẽ, mình tập được thời gian, mình lên mà mình tưởng đâu là mình ngon rồi, mình lên mình đấu võ đài thì mình bị những cái người mà võ sĩ mà họ dày dạn kinh nghiệm nó hạ gục liền. Cho nên là chúng ta giống vậy đó. Chúng ta chỉ là những cái mới bước vào tập tành được một vài cái thế võ. Rồi sao? Cái tâm mình cống cao ngã mạn, mình tưởng đâu mình là ngon lành rồi. Bây giờ mình có thể mình thượng đại lên để mình đấu, để mình đạt giải này giải khác. Chứ sự thật ra là chưa đâu. Chúng ta còn rất 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 là non yếu. Giống như sư nói hồi nãy là
là mình chưa có đối diện được với ma dương đâu. Hàng tép riêu cháo chắc chút chích của ma dương nó búng nhẹ cái rồi mình bay 80 cây số rồi, thấy không? Cho nên mình biết vậy, mình phải ráng cố gắng mình gia công khổ luyện. À, luôn luôn cái này thì sư nhắc lại lời Đức Phật dạy, chứ sự thật ra sư cũng phải đang thực hành. À, chứ không phải là sư hơn quý vị được chút đỉnh thôi, thấy không? Thành ra cái này là lời Phật dạy, với sư cũng dám không nói, dám nói cái kinh nghiệm của mình đâu. Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải luôn luôn, à, phải luôn luôn là có trí tuệ, à, trong từng giây phút phải luôn luôn phản tỉnh xem xét, à, cái tác ý, cái suy nghĩ, à, của mình, à, đó. Chứ không có cách nào khác hết. Thì cứ mỗi một giây phút mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta tỉnh thức, có trí tuệ, thì mỗi giây phút đó, mỗi sát na đó, cái trí tuệ chúng ta được dung bồi, lớn mạnh. À, mà mỗi lần mà trí tuệ của chúng ta được lớn mạnh, dung bồi, thì sao? Là chúng ta sẽ xa rời cái con đường sanh tử luân hồi. À, còn mỗi giây phút, mỗi sát na mà chúng ta buông lung, dễ vui, à, chúng ta sống thiếu chánh niệm tỉnh giác, sống trong vô minh, si mê, thì sao? Là mỗi lúc chúng ta rơi vào cái sự điều khiển, à, cái khống chế của ma dương. Mà nếu mà chúng ta còn chịu sự khống chế của ma dương thì cái con đường sanh tử luân hồi của chúng ta sẽ nối dài thêm. À, thành ra đó, chúng ta cứ tâm như vậy đó. À, hả, mỗi lần mà mình để buông lung, dễ vui cho cái tâm của mình mà nó than duyên theo trần cảnh bên ngoài, à, nó chạy theo những cái mong muốn, tầm cầu, ham thích của phiền não nó điều khiển đó, là chúng ta biết là mình sẽ còn kéo dài cái chuỗi dài khổ đau. Còn mỗi giây phút mà mình có sự chánh niệm tỉnh giác hay biết đầy đủ, à, sống với trí tuệ, thì biết là mình sẽ thu ngắn cái con đường sanh tử luân hồi. À, cho nên là mình phải luôn luôn phải tự nhắc nhở, à, chính mình. À, ai muốn đạt được sự giải thoát cũng phải thực hành cái con đường đó thôi. À, chỉ có cái gươm trí tuệ nó đủ bén thì nó mới chích được đào bứng tận gốc rễ của phiền não. Mà khi nào phiền não bị chặt đứt, bị đào bứng tận gốc rễ thì mới giải thoát. À, thành ra cái cách thức này là Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh rồi. À, những ai muốn đi theo dấu chân của Đức Phật, à, thì phải thực hành đầy đủ các cái bổn phận này. À, không có con đường nào ngoài cái con đường này hết. Thành ra Đức Phật nói đây, đây là cái con đường duy nhất, con đường độc đạo. Ngoài con đường này là không còn có con đường nào khác để mà thoát ra khỏi vòng quay của sanh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta phải từng giây từng phút
chúng ta phải tự nhắc nhở mình, chúng ta phải tự cảnh tỉnh, chúng ta phải tự tinh tấn. Việc này là mình phải làm thôi. Chính bản thân, nếu mà sư muốn thì sư phải tự làm. Nếu mà quý vị muốn là quý vị phải tự làm. Đức Phật đã đạt đến cái sự giải thoát, Ngài hướng dẫn chỉ dạy những cái phương pháp, mấy sư cũng đang thực hành và nhắc nhở lặp lại cái lời dạy của Đức Phật. Chứ mấy sư chưa có là gì đâu mà dám mà chỉ dạy, phải không? Dựa trên cái phương pháp của Đức Phật, mấy sư trùng tuyên lặp lại nhắc nhở để quý vị cố gắng nỗ lực thực hành. Đó, chứ mấy sư cũng còn đôi lúc cũng bị phiền não, cũng quật ngã, cũng té lên té xuống, cũng bầm dập chứ cũng chưa có giỏi gì đâu, nhưng mà có chút ít những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm thì nhắc nhở quý vị vậy thôi. Chứ cái lời này là lời dạy của Đức Phật, của các bậc trưởng lão, các vị đã có những cái kinh nghiệm quý báu và tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của Hồng Mai và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân sư đã giảng dạy cho con câu vừa rồi, câu hỏi của con vừa rồi, con rất tri ân sư. Dạ thưa sư, vậy thì bởi vì con chưa thấy có một vị nào đưa tay trong đạo tràng, con xin hỏi tiếp một câu nữa ạ. Thưa sư, vậy thì vì cái lực mình còn yếu thì thế cho nên phải, có phải chăng mình phải tạo những cái ba la mật bằng cách là làm những thiện pháp, vì hộ tăng hộ pháp thì sẽ tạo, mình sẽ có được phước báo, là cũng có thể phát sinh ra cái ba la mật để mà hỗ trợ mình trong cái con đường mà tu tập không thưa sư. Và vì con thường nghe nói là khi mà mình hộ pháp đó thì pháp sẽ hộ mình, khi mình gặp những cái điều, những cái chướng duyên hoặc những điều nguy hiểm trong cuộc sống của mình. Thưa sư, các bạn phải vậy không thưa sư, và pháp hộ mình có phải chăng là những vị chư thiên hộ trì chánh pháp sẽ giúp đỡ mình khi cảm nhận được cái lòng thành của mình đối với Phật pháp tăng. Và nhờ đó mà chúng ta sẽ tránh được những cái sự nguy hiểm hoặc là những cái quả bất thiện nó trổ, nhưng mà nó sẽ cái thiện pháp của mình nó sẽ ngăn chặn và coi như nó kềm hãm lại được cái quả bất thiện của mình, phải không thưa sư? Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Chúng ta phải hiểu cái câu mà pháp bảo hộ trì người hành pháp. Chúng ta phải hiểu với trí tuệ, với cái lời dạy của Đức Phật, chứ chúng ta đừng có hiểu giống như là pháp bảo nó là một cái vị thần, một thứ bùa hộ mệnh. Không phải. Không phải vậy. Mình phải hiểu vậy nè. Do chúng ta thực hành giáo pháp thì nhờ cái gieo trồng này đó, cái quả nó đem đến cái sự an vui. Nhờ quý vị sao diệt trừ được cái tống cao ngã mạn, quý vị mới có cái sự khiêm tốn, đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Rồi nhờ có cái sự diệt trừ cái tống cao ngã mạn này nè, khiêm tốn nè, mình mới phục vụ, không? Còn nếu mà những cái người mà họ cái tâm tống cao ngã mạn, họ nói trời, mấy ông sư học hành tới đâu, tôi có bằng cấp cử nhân thế này thế kia thế nọ, không? Thì
thì cái đó là cái phiền não nó là một cái triền cái, nó ngăn trở mình không có làm được những cái điều thiện. À, mà khi mà chúng ta cái tâm mà tánh cao ngã mạn thì nghe, trời ơi, mấy ông sư học hành tới đâu mà tôi nghe mấy ông, tôi có bằng cấp cử nhân thạc sĩ nè, thấy không? Đó, thành ra khi mà mình không có diệt trừ được cái trống cao ngã mạn thì mình đâu có chịu khiêm tốn mình lắng nghe cái lời của chư tăng nhắc nhở từ trong kinh điển, cái lời dạy của Đức Phật, để mình có trí tuệ, mình hiểu biết, thấy không? Thành ra đó, cái điều đầu tiên hết là chúng ta phải có thực hành cái sự khiêm tốn, diệt trừ cái cống cao ngã mạn. Thành ra hồi đó Ngài Hòa Thượng Pháp Lạc Ngài nói đó, sự thật ra khi mà quý vị mà đảnh lễ chư tăng á, quý vị đừng nghĩ đảnh lễ ông sư A, ông sư B, đừng quyền nghĩ đảnh lễ ông sư Pháp Thanh, ông sư này, sư kia, sư nọ vậy hết. Mà đảnh lễ đây là đảnh lễ tăng. Nhớ rằng tăng chúng là có thánh tăng và phàm tăng nha. Mà khi mà quý vị mà cúi mình đảnh lễ là gì? Là quý vị được cái thực hành cái phước là diệt trừ cái tâm tống cao ngã mạn. À, chứ còn cái bản thân cái vị mà được quý vị mà đảnh lễ đó, không có thêm được tâm nào. Mà chính quý vị được cái phước, à cái phước đây, cái phước tôn kính ha, nhờ cái mà diệt trừ được cái tâm trống cao ngã mạn này đó, à quý vị mới thân cận gần gũi lắng nghe. À đó, khi mà quý vị hiểu biết, thân cận gần gũi lắng nghe để hiểu biết cái chánh pháp thì bắt đầu quý vị mới giữ giới, à gìn giữ cái năm cái giới bản. Rồi giữ giới rồi đó, bắt đầu mình mới gieo trồng những cái thiện sự tiếp tục, mà là bố thí, là học pháp, hành pháp, à rồi bắt đầu mới bố thí trì giới, tu tiến nhân dân trong cái thập hạnh phúc đó. Thì bất cứ một trong mười cái thập hạnh phúc này đó, bất cứ khi nào mà chúng ta có điều kiện, à chúng ta sẽ thực hành để dung bồi ha. Đó thì trong đó nó là cũng là mười cái pháp độ, à bố thí, rồi trì giới, rồi xuất gia, à đó thì trong cái thập hạnh phúc này nó cũng là để mà thực hành các cái pháp độ. À, mặc dù ở trong cái các cái pháp độ đó, cái con đường giải thoát cái trí tuệ đó nó là chủ chốt, à nó là chính yếu, nhưng mà cái giới, à và cái định đó, nó cũng là phần quan trọng. À cho nên cả ba cái giới, định, tuệ chúng ta đều phải thực hành. Chúng ta không có nên mà chỉ cần giữ giới không là không được. Thế mình chỉ giữ giới không, mình không thực hành thì không được, thấy không? Bây giờ mình cái ruộng, cái miếng đất của mình cỏ dại không à, mà bây giờ á mình chỉ diệt cỏ thôi, mình diệt cỏ dại thôi, rồi mình để cái miếng đất trơ trơ đó thì nó đâu có đem đến cái lợi ích gì. Cho nên á là mình phải diệt cỏ dại ha, à, mình diệt hết những cái mầm mống, cái cây, những cái cây mà nó có hại, thấy không? Mà mình phải đem những cái giống tốt đẹp,
những cái loại hoa có mùi hương, những cái cây mà nó cho quả ngon ngọt, đem xuống trồng, trồng xuống, đâu phải mình trồng xuống là nó cho quả liền, mình phải dung phân, tưới nước, thành ra đó là cả ba cái giới, định và tuệ chúng ta phải dung bồi nó hài hòa nhau. Ta nói là đứng vững như kiền ba chân. Nếu mà có hai chân thì nó đâu có vững, phải ba chân nó mới kềm với nhau, nó mới vững đó. Chính vì vậy là cả ba cái mình phải thực hành, giữ giới cũng phải ráng cố gắng nỗ lực, rồi phải tu tập thiền định thiền tuệ. Sau khi mà giữ giới tốt đẹp rồi phải phát triển thiền định thiền tuệ, nhờ cái này nó mới dung bồ cái trí tuệ phát sanh, mà không phải chờ tới thực hành xong giới định rồi mình mới có tuệ, mà nhờ quý vị có sự hiểu biết, có sự hiểu biết phân biệt được cái lợi ích của giữ giới, cái tai hại của phạm giới, quý vị mới giữ giới, không? Nhờ có sự giữ giới này nè, quý vị mới tránh xa những cái quả xấu. Thành ra khi mà mình giữ giới không sát sanh, thì sao? Mình tránh được những cái sự quan trái. Còn những người mà họ không giữ giới sát sanh, đụng chuyện là chém, đụng việc là giết thì sao? Thì phải bị luật pháp trừng trị. Cho nên á, nhờ có sự thực hành giữ giới này mà mình được an ổn, mình không có phạm vào cái hình luật, các cái đạo luật hành sự, mình không có bị cái con đường khổ đau tù tội của thế gian. Rồi mình tránh những cái quả xấu này, trong những cái ngày tương lai á, mình sẽ được một cái đời sống an ổn, ít bệnh tật, có cái tuổi thọ cao. Đó, cho nên á, nhờ mình thực hành giữ giới, mình gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, cho nên mình được cái quả đó, chứ không phải là cái giáo pháp nó là cái vị thần hộ mệnh, cái bùa hộ mệnh là để nó theo mà nó bảo vệ cho mình. Nhờ mình thực hành, nhờ mình thực hành, mình tránh xa những điều bất thiện, mình được an ổn. Rồi mình nhờ mình gieo những cái quả lành, thì cái quả lành này nó sẽ cho chúng ta an vui, thấy không? Chúng ta phải hiểu vậy đó. Nhờ có sự thực hành pháp, cho nên đó là cái quả lành này nè, nó sẽ bảo vệ mình, thấy không? Bây giờ mình sợ cái con virus thì sao? Mình phải ít có sự thân cận, rồi mình phải đeo khẩu trang, rồi mình phải rửa tay, rồi mình phải chích ngừa rồi này kia cái nọ. Những cái vùng nào mà đang có dịch bệnh mình đánh xa mình đừng có đi tới. Nhờ cái sự thực hành này mà quý vị không có bị nhiễm virus. Chứ còn mình đừng nghĩ trời ơi, tôi number one, tôi ngon lành, giờ tôi đâu sợ nữa. Chỗ nào ấy tôi cũng lũ tới thử rồi sao, tôi có pháp hộ trì rồi, không dám, đúng không? Chích ba mũi, ba mũi rồi mà lãng quảng rồi vẫn đi vô cấp cứu, vẫn chết như thường. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật ở đây là pháp bảo hộ trì người hành pháp là nhờ chúng ta nỗ lực thực hành. Rồi khi mà chúng ta thực hành thì nhờ những cái
cái phước báo này nó sẽ đem đến chúng ta đời sống an vui. À, từ cái đời sống an vui này chúng ta phát triển, thực hành tinh tấn cái lời dạy của Đức Phật nữa, thì chúng ta sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả. À, rồi nếu mà chúng ta cố gắng gia công nỗ lực thực hành một cách tốt đẹp, thì chúng ta sẽ đạt đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Dạ, chúc cô giữ sức khỏe. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, xa thú, dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời hai câu hỏi của Hồng Mai, đã qua đó thì đã học được nhiều điều. Dạ, bây giờ xin mời quý vị trong đạo tràng ạ, xin mời bàn tay của quý vị ạ. À, bữa trước thì Tina có một câu hỏi nhưng mà chưa kịp giờ, do đó là chưa được trả lời. Hay có muốn hỏi lại không? Xin mời bàn tay của Tina nha. Dạ, em đã thấy bàn tay của chị Tâm Phương. Dạ, em kính mời chị ạ. Xa thú chị. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Dạ, con kính lên lễ Đại Đức Pháp Thanh. Dạ, dạ Bạch Sư, dạ con có cái câu hỏi thì cũng tương cũng gần giống như là bên chỗ Hồng Mai á, là bên cạnh con có một cái chị đó, thì nói chung chị cũng rất là không có hiểu đạo, nhưng mà con thì con biết rằng là giống như Hồng Mai nói rằng là nhiều khi mình không để ý tới, nhưng mà cái tâm mình á, mình cũng nghĩ về cái câu hỏi đó, cũng nghĩ về cái người đó nói chuyện đó, giống như thí dụ như là người con nói với người mẹ: bà đuôi hả? Bà đuôi hả? Bà điếc hả? Đó là hai cái câu vậy. Nhưng mà con thì con khuyên với cái người bạn đó, giống như không nghe, không thấy, không biết đi, để cho nó đừng có cái tội. Nhưng mà trong lòng bà tối bà ngủ và cũng suy nghĩ về cái câu nói đó. Thì như vậy là cái người đó, cái người mà người suy nghĩ đó, người đó có hận thù hay không? Hay như thế nào? Hay hoặc là làm cái người, để cho con có thể con nói với cái người đó là đừng bao giờ suy nghĩ chuyện đó mà lãng qua cái chuyện khác đi, hay là như thế nào, là con muốn cho Bạch Sư nói thẳng về cái câu nói để dùng cho con một tí, để cho con có thể con khuyên với người bạn này. Dạ, con chỉ có một câu hỏi như vậy thôi, con kính dâng miết lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. À, trong đời sống á, có đôi lúc mà có những người họ tạo cái ác khẩu nghiệp, họ không biết. À, họ nghĩ là mình mắng, mình giết, mình xài xẻ người ta thì thôi, cái chuyện đó nó không có gì. Nhưng mà đó, cái đó là chúng ta tạo những cái ác khẩu, nó sẽ đem đến dẫn dắt những cái quả xấu trong ngày vị lai. Cái câu chuyện mà Pháp Cú Kinh số 2 đó, quý vị thấy rằng cái vị mà tiểu lộ đó, là trong thời kỳ Đức Phật quá khứ là cũng một vị pháp sư cũng giỏi lắm à ha. Nhưng mà đó, cái vị này thường hay chỉ dạy cho các cái vị tỳ kheo sa di, nhưng mà mỗi khi mà người ta hỏi mà ta chưa hiểu, ta hỏi lại thì cái vị này cứ mắng sao mà ông ngu quá vậy, nói hoài không hiểu. Đó, cho nên đó là có một câu kệ bốn câu kệ
mà học hoài cũng thuộc, thấy không? Cho nên á là chúng ta phải có trong đời sống chúng ta phải khéo. À, có nhiều khi mình nghĩ cái chuyện đó là chuyện nhỏ có gì đâu, à, nhưng mà nó rất là tai hại. À, thành ra nước kia từng giọt nhỏ hờ, từng giọt một giọt nước thì quý vị thấy nó không thấm thía vậy đó, nhưng mà nhiều giọt, cứ mỗi lần cái ác khẩu mình lặp đi lặp lại ha, là gì? Nó tạo cái thường nghiệp, à, cái thường cảnh bất thiện, cái thường cảnh của cái ác khẩu, ha, à, rồi đến lúc nó cho quả. À, cho nên nó là mình phải tránh, khuyên cái người đó nên tránh, đừng có dễ vui coi thường đó. Chứ cái đó là gì? Mình coi thường. À, không? Cái thứ hai á là cái người mà bị người đó mà mắng nhiếc, nói ôi thôi, cái chuyện người ta, cái chuyện của người ta mình bỏ qua đi, mình đừng có bận tâm, mình suy nghĩ. À, tại vì mà mỗi lần mà mình nhớ lại cái lời của người ta mắng nhiếc, cái tâm mình nó đau khổ. À, mỗi lần mà mình nhớ lại cái lời người ta mắng nhiếc, cái tâm mình đau khổ. Mà mỗi lần như vậy đó là sao? Cái hiềm hận, cái sân hận, cái sân độc cái đó, nó ngủ ngầm. Cũng vậy, từng giọt nó ẩn tàng, nó chứa chấp ở trong đó, đến một lúc nào đó xong, à, nó bùng phát lên, thấy không? Một giọt nước thì đâu thấm gì, nhưng mà cái ly nó đã đầy rồi, hồi đó giờ nó chứa một giọt nữa nó tràn ly, là lúc đó đó cái tâm mình nó không kềm chế được thì cái sự việc nó sẽ xảy ra. À, thành ra cái Đức Phật dạy chúng ta là phải cố gắng tỉnh thức, không nên dễ vui là vậy đó. Cái người này thì nghĩ ở la nó vậy thôi chứ gì, không? Nhưng mà nó chấp chứa đó. Quý vị thấy rằng có những cái vụ án đó, nó rất là đơn giản, không có gì hết, cha mẹ thường ngày thấy lá rầy con cái gì đó, nhưng mà cái đứa nhỏ này là cái đứa mà nó chấp chứa đó. Đến bữa đó bà mẹ hay người cha cũng la rầy nổi, nó không còn kềm chế được nữa, một giọt nước cuối cùng làm tràn ly, xảy ra vụ án. Thấy không? Thành ra đó, mình không nên có những cái lời nói thô tháo, ác ngữ. À, rồi á, mình cũng cái người mày phải có cái tâm xả. À, tại hồi đó mình cũng hay chửi rủa, mình cũng hay mắng nhiếc người ta. Bây giờ nó quả đến mà thôi, bây giờ giống như mình trả. À, mình xả bỏ thì những cái quả xấu nó sẽ không đến. Còn mà mình nghĩ ôi cái chuyện mà con cái mà, cái chuyện em út mà, những cái người mà nhà mình là giám đốc, mình là trưởng phòng, mình có chức có quyền, nó làm sai mình rầy rà mình la nó mắng nó, chuyện nó đâu có gì, thấy không? Nhưng mà vô tình, à, cái đứa con, đứa em, cái người nhân viên, à, cái tâm trạng lúc đó nó còn kềm chế được thì không sao. À, bữa nào mà nó đang bực bội, nó bị bệnh, nó đau, nó nhức gì không biết, mà mắng nhiếc nó bắt đầu nó phản kháng lại, cái nguy hiểm vô cùng. À, cho nên á là một
là cái người mà có những cái thói quen ác khẩu thì phải sửa. Người mà ấy thì phải có cái tâm xả bỏ không có chất chứa thì sẽ đem đến cái an vui. Còn mà người nào cũng chấp thủ thì sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau cho cả hai. Đó, thành ra là cái thắc mắc của cô xin xin giải thích. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú, dạ con đã thấy sa thú rồi thưa sư. Đã, xin mời quý vị giơ tay và chat câu hỏi lên. Dạ con thưa sư, về cái bài này á, con cũng còn vài chỗ con kính thỉnh ba giải thích chỗ này. Ở cái câu mà ngã làm kẻ thù á, thì cái đó tức là mình lấy cái tôi của mình á, tự mình hại mình, thì nó có phải nó giống với cái câu là cũng là cái chữ kẻ thù, oan gia hại oan gia không bằng, có phải là tự mình rồi cái mình, rồi mình sợ luật pháp, sợ cái oan trái đó trả thù rồi sẽ đưa đến quả của đời sau. Thì cái câu này con muốn hỏi là cái chỗ mà kẻ thù tự mình hại mình. Đã. Với cái nữa là cái chỗ mà không tâm trạng đánh xe, thì cái chữ không tâm trạng đánh xe thì con lại thấy nó nằm ở trong phần thiện. Phần thiện tức là vị ấy biết điều lợi cho mình, làm điều phải làm, không đánh xe, tức là những cái điều mình thiện xong mình hưởng quả báo, mình làm việc thiện mình hưởng quả báo, giống cái tâm trạng đánh xe. Tại vì cái câu phía sau á thì nó là cái câu bất thiện, là không như người chủ đánh xe rời đại đạo thăng bằng, leo lên đường lồi lõm, ưu tư nặng gãy trục. Thì cái câu đó thì nó nằm ở trong phần bất thiện. Thì con nghe sư giải thích là cái người chủ đánh xe thì là phải có niệm, phải cẩn thận để đi đúng hướng. Không có niệm thì sẽ đi lạc đường. Ở đây thì nó giải thích như cái câu trong câu này như vậy, nên con chưa được cái việc sắp xếp á thưa sư. Còn cái mà sư giải thích thì con đã hiểu rồi thưa sư. Dạ con kính sư giải thích lại chỗ này con hiểu hơn về cái bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ con kính thỉnh sư, con dâng mic kính cho thưa sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Khi mà nói cái lấy ngã làm kẻ thù thì chúng ta phải hiểu rằng cái chính vì cái bản ngã nó là kẻ thù. Khi mà cái cống cao ngã mạn lên thì sao? Mình tự cao tự đại rồi mình chấp vào cái bản ngã, chấp thủ vào cái tri kiến, cái dòng tộc, cái địa vị. Tao xếp mày mà tao nói mày không nghe hả? Tao là cha là mẹ mày nói mà mày không nghe hả? Đó. Tôi là bằng cấp cao mà tôi nói mà ông không nghe hả? Tôi có kiến thức cao mà tôi nói mà không nghe hả? Đó, thành ra từ cái chấp thủ cái bản ngã này nè,
nó là cái tai hại. À, chúng ta phải thấy nó là cái kẻ thù. Chính vì cái sự cống cao ngã mạn này nó ngăn che chúng ta có sự tiến bộ. Nhớ không? À, khi mà chúng ta, như nãy sư nói, khi mà mình chấp thủ cái bản ngã mình lớn quá, mình tự cao tự đại. À, tục ngữ ta nói sao? Tự cao tự đại là tự hại mình. Thấy không? Với những cái người mà cái tâm mà cống cao ngã mạn thì đâu có ai thích, đâu có ai gần gũi, à, đâu có ai làm bạn. Và cái người mà cống cao ngã mạn này thì không có lắng nghe ai hết. À, đó. Dưới con mắt của họ là ai tài giỏi hơn họ đâu, gọi là hạ mục vô nhân á. À, chỉ có mình là trung tâm của vũ trụ. À, chỉ có mình là làm được cái việc này thôi, ngoài mình ra là không ai làm được hết. Cho nên những cái người này á, bị người khác người ta lánh xa. À, thì sao? Cái người này sẽ đến một lúc nào đó, đó thì sẽ gánh lấy cái hậu quả tai hại khổ đau khôn lường. À, thì thường thường ta nói sao? À, cái người mà lính dở đó nó cũng đỡ cho tướng hay. Nên, ở trong đời sống chúng ta nhớ rằng không ai là toàn vẹn hết. À, cái người này họ có dở thậm tệ như thế nào đó cũng có một cái điểm để đáng mình học hỏi. Mà cái người này mà cho tài cao thế mấy đi chăng nữa đó cũng có một cái sơ hở. À, cho nên á là ông tướng mình đừng ỷ mình làm tướng, mình giỏi hết. À, có vô tình có lúc đó đó nhờ cái lính dở đi theo hầu cận mình mà nó đỡ được mình trong cái chiêu mà thập tử nhất sinh. Thấy không? Thành ra đó, chúng ta phải nhớ rằng là ở đời còn là phàm nhân thì ai cũng còn lỗi lầm, ai còn phiền não là vẫn còn lỗi lầm. À, cho nên á, chúng ta phải biết diệt trừ cái bản ngã của mình. À, diệt trừ cái tâm cống cao ngã mạn. À, đó thì chúng ta sẽ đón nhận được những cái lời hay, những cái kinh nghiệm tốt đẹp. Đó. Còn nếu mà chúng ta bám níu thì bản ngã nó là cái kẻ thù, mà nó là cái con đường ngăn che chúng ta thực hành các cái thiện pháp, ngăn che chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo. Rồi á, cái người chủ lái xe ở đây chúng ta hiểu là khi mà chúng ta không có tự chủ, tức là không có sống chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta sẽ không điều khiển chiếc xe nó đi đúng hướng. Thấy không? Chúng ta phải chủ động để xử lý mọi cái tình huống nó sẽ diễn ra. À, bây giờ đường vắng thì chúng ta đánh cho con ngựa nó chạy nhanh, nhưng mà đến những cái nơi đông đúc mà chợ búa là chúng ta phải kiềm cái tốc độ cho nó vừa phải ha. À, rồi phải chuẩn bị quẹo phải quẹo trái đi thẳng sao sao đó. À, mình phải trong cái tâm mình phải có cái trí tuệ, mình chánh niệm tỉnh giác chủ động trước. Còn nếu mà chúng ta buông lung thì sao? Thì chúng ta bị động, lúc đó chúng ta xử lý không kịp thì chiếc xe nó sẽ rời khỏi cái con đường đúng đắn mà đi vào cái nơi chông gai, nha, rời đại đạo thăng bằng, đi vào đường tối tăm lồi lõm ha. Đó, thành ra mà khi mà chúng ta rơi vào
cái hoàn cảnh đó sao, thì sẽ khổ đau giống như chiếc xe nó gãy trục. À, lúc đó là nó mà nó là một đống gỗ, nó là một đống sắt vụn chứ không còn là cái phương tiện để đưa chúng ta đi đến những cái nơi mà chúng ta muốn đến, những cái nơi mà tốt đẹp. À, thành ra ở đây là chúng ta có những lúc á, chúng ta phải suy tư để hiểu được. Thành ra đó, có những lúc á, mình đọc rồi mình phải, bởi vì chúng ta đừng có chấp vào cái từ ngữ nha. Đó, tại vì sao? Từ cái bản, cái lời dạy của Đức Phật nha, đến mấy trăm năm sau, khi mà kết tập Tam Tạng mới được viết lên lá buông, rồi từ cái Pali mà nguyên mẫu nó phải chuyển qua cái Pali Latin, rồi từ Pali Latin nó mới dịch ra cái tiếng Việt của mình. Mà khi mà cái người thợ mà họ sắp chữ, có nhiều khi nó cũng sai sót, không? Cho nên đó là chúng ta đọc rồi chúng ta phải suy xét để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa. Chứ chúng ta đừng có quá chấp vào cái ngôn từ. Cho nên đó, là có những cái Phật nó nhắc mình đó, mình phải hiểu biết. Hay là trong cái chuyện mà gì đó, tiểu thuyết Kim Dung đó, anh kia anh thấy cái nào mà trong cái bí kíp ảnh nhặt được á, mà cái nào á mà nó ảnh thực hành mà thấy nó hợp á, nó đúng á thì ảnh làm. Còn cái nào mà thấy xong nó kỳ, nó nghịch, nó ngược gì đó thì ảnh bỏ. Thành ra nhờ vậy mà ảnh đạt được cái võ công thượng thừa. Còn cái một người á thì cứ chấp theo cái bí kíp, ở trong đó dạy sao làm y vậy, lại dạy sao làm y vậy, cho nên bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên á là chúng ta cũng vậy, chúng ta học chúng ta phải dùng trí tuệ, rồi chúng ta phải suy tư. Có những lúc mình thuận theo nhân quả ha, nhân đưa đến quả, nhưng có những lúc mình phải ngược dòng quả, mình phải truy ngược về cái nhân để mình mới hiểu được ha, nhân quả. Nhưng mà có những lúc mình phải truy ngược, thuận rồi ngược rồi, giống như Đức Phật ấy, ngày theo cái chiều phát sanh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc ha, rồi bắt đầu đi theo cái chiều diệt. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt. Đó, nó mình phải phản tỉnh, phải suy xét. Nhân xuôi dòng tìm quả. Có những lúc mình đi ngược quả, mình đi ngược lại để mình tìm hiểu cái nhân, thì mình sẽ hiểu được cái lời kinh, cái lời dạy của Đức Phật. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị Mạch Ta, cảm ơn Thiện Vũ. Nam mô Bổn Sư. Dạ, dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh dùng cách nước ở tỉnh thất thiện hữu nghỉ ngơi trong giây lát, mặc dù con thấy đã cũng sắp hết giờ rồi, nhưng mà con thấy giọng của sư đã khàn rồi, nên con cầm mic để con đặt câu hỏi. Và trước khi con đặt câu hỏi, con cung thỉnh sư dùng nước trước đó bạch sư. Dạ, sư dùng nước, sư nghỉ ngơi trong giây lát bạch sư. Dạ, câu hỏi của con là lúc nãy đó, con nghe Xích Tâm Hương đặt câu hỏi, ví dụ người gần mạnh cảnh
có những câu, bị những câu như vậy thì giải quyết làm sao? Thì bây giờ con nghe lại là sư nói là mình phải truy ngược. Hai vấn đề này thì con thường áp dụng cho cái bản thân mình. Có nghĩa là con gặp những cái trường hợp bị những cái nghịch cảnh, những lời nói giống như làm cho mình rất là đau buồn. Nếu mình mà suy nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ là ồ, tại sao người ta có thể đối xử với mình như vậy, tại sao người ta có thể buông những lời nói mình như vậy, thì thật sự con rất là đau buồn. Nhưng mà không biết duyên mai như thế nào, giống như lúc nãy sư nói là bây giờ mình có cái duyên mai để mình gặp được giáo pháp của Đức Thế Tôn và nhờ quý sư truyền thừa lại để mình học. Thì con thấy con có duyên mai. Con có duyên mai, con nghe lời quý sư giảng, có những câu tự nhiên nó ăn vào đầu con. Thì con gặp những hoàn cảnh như vậy thì con nghĩ, ồ, ai biểu hồi đó mình chửi ta quá hay chi? Ai biểu hồi đó mình làm thế này thế hay chi? Người ta làm thiện nghiệp thì mình lại cản ngăn thế này thế nọ, nên bây giờ thì phải chịu thôi. Đây là mình tạo thì mình phải chịu thôi. Và con cũng thường khuyên con cái con như vậy. Nó có những cái nghịch cảnh gia đình thì con cũng nói, này không tại ai hết mà tại con. Tại con hồi trước kia đó, là con đã tạo, thì bây giờ chấp nhận đi con. Chấp nhận thì mình sẽ được an vui. Nếu mình không chấp nhận, mình nói ô tại sao, thì mình sẽ đau khổ rất là nhiều. Câu hỏi của con đó, là bà sư, những cái trường hợp như vậy mình có nên chấp nhận đây là cái nghiệp của mình hay không, mình đã tạo hay không? Dạ. Và mình cũng phải, nếu mà mình không đương đầu nổi thì mình cũng phải trốn. Dạ. Phải lặn cho sâu cho xa. Thí dụ như mình gặp người đó từ xa, mình nên tránh. Dạ. Mình nên tránh, mình không có đến gần người đó, để khỏi phải, thật sự mà nói, cái tâm mình tu không có vững vàng gì đâu. Dạ. Giống như hồi nãy sư nói, cứ mình cứ gặp, mình để đó bỏ qua, nhưng thật sự cái tâm mình không có bỏ qua. Dạ, thật sự tâm mình không có bỏ qua đâu, nó chứa dần dần như những giọt nước, từ từ thì nó sẽ tràn ly. Đến một ngày nào đó nó tràn ly thì mình không có thể mà kịp thời đối phó, mình sẽ tạo ra những ác nghiệp rất là nhiều. Dạ. Trở lại sư, câu hỏi của con là mình có nên quán cái nghiệp này là của mình đã tạo không, bạch sư? Nếu mình gặp những nghịch cảnh, con kính nhân bích đến sư. Dạ, sư chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Ca Giá. Kính đảnh lễ chư Tùng Đức. Dạ. Thật sự ra đó, cái này sư nghĩ là nó hầu như là ai trong chúng ta là còn phàm nhân là đều bị cái này nó tra tấn, chứ không phải riêng mình cô Nhật Quỳnh đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ rất là khổ đau. Thì không phải riêng mình cô đâu, ngay chính bản thân sư cũng vậy. Lúc đầu mình cũng bực bội, mình cũng khó chịu, mình khổ đau lắm. Nhưng mà khi mà mình biết rồi đó thì mình mới thấy được cái nhân quả. Tại sao mà mình hết lòng, mình giúp đỡ, mình làm giúp đỡ người ta không, nhưng mà cuối cùng là mình bị ấy, rồi đủ thứ chuyện nó bủa vậy. Rồi bắt đầu mấy sư mới nói
cũng vừa mày lắm á mày ơi. Mày hồi đó mày cũng chọc trời khuấy nước, mày cũng làm tùm lum tà la, cho nên bây giờ á nó mới đến vậy á. Thì bắt đầu khi mà mình quán xét về cái nhân quả á, mình thấy được rồi á, thì bắt đầu mình mới buông xả được. Chứ còn thôi là không được. Trời ơi, mình đối đãi nó hết lòng, mình giúp đỡ nó tận tình mà. Sao giờ mình lại bị vậy, thế này thế khác. Từ hồi mà chưa xuất gia đấy, rồi tới chừng mà xuất gia rồi cái nữa, thì hồi mà lúc mà mình chưa hiểu biết Phật pháp, mình chưa hiểu biết về cái định luật nhân quả, là mình rất là uất ức. Mà hồi chưa xuất gia là sư sống làm sao không, mình không có hiếp đáp ai, mình không có đè đầu cỡ cổ ai, nhưng mà ai mà hiếp đáp mình, đè đầu cỡ cổ mình là không có được. Mình nhịn một lần hai lần, tới lần thứ ba là cỡ nào cỡ cũng phản kháng. Đó, cho nên mình bị mang tiếng hùng dữ, mà nó kéo bè kéo cánh, nó hiếp đá mình, nó đè đầu cỡ cổ mình thì không ai thấy. Mà bắt đầu mình phản kháng, mình ấy lợi thì người ta nói mình hung dữ thế này thế kia. Rồi tới chừng mình xuất gia rồi cũng vậy, mình biết rồi, mình biết khi mà mình đã ấy rồi, ráng hết mức mình kham nhẫn, mà nó cũng không buông tha. Mà bắt đầu mình phản kháng, cháu là tu hành mà còn dữ quá, tu hành mà còn ấy thế này thế kia, đủ thứ chuyện. Thành ra cuối cùng bắt đầu mình mới suy gẫm, thì lúc đó mình mới thấy thì cái này là do cái nhân đã gieo thì bây giờ quả nó đến. Bây giờ mình cứ vui vẻ, mình trả nợ, mà hễ mình trả được thì bớt được mối nợ mừng chứ mắc gì mình ấy chi. Đó, thì từ đó sư mới bắt đầu tự nhủ trong tâm mày, cũng tại mày đó, cũng vừa mày lắm, mày hồi đó mày cũng chọc trời khuấy nước, mày cũng là thiên trời địa đất tùm lum tà la, cho nên bây giờ là cái quả nó mới đến như vậy đó. Thì từ đó bắt chúng ta mới mình khi mình hiểu biết được cái nhân quả, bắt đầu mình mới lần hồi mình mới xả bỏ được. Bắt đầu sao mình có mới có nở nụ cười trước những cái chướng ngại, những cái chướng nghiệp nó đến với mình. Rồi đến lúc mà mình cứ cười cười hoài mình cũng bị đó. Có nhiều Phật tử nói chứ sao mà lúc nào cũng thấy sư cười hoài cũng khổ. Thì nói thì thôi, bây giờ cuộc đời nó nhiều đau khổ quá rồi, giờ mình có buồn rầu gì đó thì nó cũng khổ, thì thôi bây giờ mình cứ mỉm cười cho nó qua. Cái nó rồi có nhiều khi mình bị người ta xài xẻ, người ta mắng giết, rồi mình cũng mỉm cười, rồi cũng bị rầy nữa. Tôi nói ông nghe sao mà ông cứ cười cười hoài vậy, khổ không? Thì thôi thì thôi, bây giờ mình cũng cười cười bỏ đi chỗ khác, lẳng lặng cho rồi chứ sao giờ, không? Tại vì mình thôi á, mình là nhân nó gieo vậy. Thì bây giờ mình cũng cười cười lẳng lặng rồi thôi, trả được mối nợ vậy. Từ từ bắt đầu mình xả bỏ được, để mình giữ tâm an ổn. Mình cứ tập vậy, cứ nghĩ vậy, tại nhân đã gieo giờ quả nó đến. Tại hồi đó mình cũng chọc trời khuấy nước, mình cũng đảo lộn, mình phá khuấy, mình
bò què bọc quẹt của người ta, rồi mình cũng nói xấu đồ người ta, mình cũng đâm chọt đồ này đồ kia đâu đó, đủ thứ chuyện trên đời. Thành ra giờ thôi, cứ mỗi lần nó đến thì cứ trả được mối, giờ trả được, bớt được mối nợ rồi đó, cười cười xả bỏ cho nó qua. Thì thôi bây giờ thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, là bây giờ mời cô Nhật Quỳnh, cô Kim Dung sám hối, sư xin phút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt khi phước báo hôm nay, thì kính dâng đến chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Đại Đức Tăng, cầu mong các ngài Pháp Thầy căn an, với các bậc Tôn Túc Trưởng Lão, các bậc Thầy Tổ đã dạy công, đóng góp cho giáo pháp, cầu mong các ngài ở cảnh giới nào cũng được an vui. Cầu mong tất cả quý tu nữ tu tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cho cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau, tai ương, bệnh tật. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Xin mời cô sám hối rồi sư xin phúc chúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xa thú xa xứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp và trả lời các câu hỏi của Phật tử chúng con trong ngày hôm nay. Dạ, hân hỷ vì con có thấy có sự tham gia của đạo hữu Hồng Mạnh, chị Huỳnh Tâm Phương này, và nãy tay của chị Từ Mẫn nữa, nhưng mà chị lại chắc là hết giờ, thì em cũng mong rằng bữa học sau chị cũng tham gia và đưa cái câu hỏi ngày hôm nay, muốn nhờ Pháp Thanh giảng giải giúp đỡ. Rất mong là lần sau chị cũng tay ạ. Dạ, bài học đã kết thúc, con xin được sám hối Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang butte yo kalito do so butto kamatu tang mamang. Xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng thầm mạnh cha đu hàng hoa rằng thầm mê yô khá lý tô đô sô thầm mô khá mạ tu tăng mạ mạ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng sang khanh cha đu vít hô ta mang sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá mạ tu tăng mạ mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau buổi học pháp để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trong cái màn hình của sư thì cái màn hình nó nhỏ, thành ra có nhiều khi mà quý vị có đưa tay thì có nhiều khi sư không có thấy được. Sư mời nếu mà có gì sơ sót, cô Từ Mẫn, quý vị đồ quan hỷ, thì trong những cái ngày sinh hoạt tiếp theo thì quý vị tham gia và đưa lên câu hỏi, nêu lên câu hỏi thì sư sẽ giải đáp. Xin quý vị quan hỷ ha, chúc cô Từ Mẫn nhiều sức khỏe an vui.
Avatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nuva vena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuva vena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nuva vena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay ạ. Tiếp theo, con xin được hồi hướng sau khi nghe. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Ya devata santi vihara vasi thu be khare bodhi khare ta hình ta thamma da ne na phawan tu bu chi ta so thình karun te tha vihara mandale. Thế ra cha mai cha na hoa ca cha phi kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề a ni ga ma cha i sa sa ba na phu ta su khi ta pha quan tê cha la bu cha dê bi cha an đa sam pha hoa san se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca. Nếu già ni càng thầm ma qua rằng ba tích cha tê sắp bê bi đúc khá sắc ca rôn tu sang khá giang. Thà tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm mát thà ra cha bốc ra la. Sang khô hồ tu sa mắc gô qua át thà gia cha hi tà gia cha ẩm hê rắc khăn tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô. Bút thình sẵm bà bú này già ma thầm mà ri dắp ba quê đi tề. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, chúng con xin thành tâm dâng phần phước thiện này đến tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, đến tất cả chư thiên, càn thác bà, cửu bản trà, cùng long vương, diêm vương dưới nước trên bờ. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tuyên này để hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, hồi hướng đến các bậc thầy tổ bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin nguyện làm nhân, làm duyên đưa đến đạo quả Niết Bàn. Với những phước báo nào có được trong việc học và thảo luận bài pháp ngày hôm nay, chúng con xin kính chia sẻ đến với người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang là F0. Xin cho những vị ấy mau khỏi bệnh và xin cho thế giới mau chóng kiểu đại dịch COVID này. Dạ, con cũng kính chia sẻ đến với những người dân miền Trung đang hứng chịu vừa dịch COVID cùng thiên tai lũ lụt, mong cho sự bình an đến với mọi người. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp Kinh Tương Ưng ngày hôm nay ạ. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho cả quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây siêu thăng Niết Bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau, trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, cho nhân ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, buổi học ngày hôm nay
đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại Zoom Phật giáo Nam Triền vào các ngày thứ tư hàng tuần vào lúc 4 giờ đến 6 giờ 30 giờ Việt Nam để chúng ta lại được nghe sư phát thanh giảng giải về các bài kinh tương ưng. Trong quá trình thực hiện các nghi thức của lớp học bị sơ sót, con xin được sám hối, kính mong đạo tràng hoan hỷ bỏ qua. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con kính chào quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng các đạo hữu trong cuộc sống. Dạ, giờ đây em xin chuyển mic đến cho chị Nhật Huỳnh để đạo tràng được nghe băng và chị đóng rung ạ. Dạ, xa thố em chuyển mic cho chị ạ. Chị Thiên Địa Tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác.